Who is he? The Duke of Harlaby. Ẩn sau sự lôi cuốn không ngờ đó là những hạt siêu nhiễm tóc nuôi dưỡng và bảo vệ từng sợi tóc. Double Rich mới, sự lôi cuốn từ mái tóc. Ấn đầu ngày mới, yes, come lên. Một ngày tươi, yes, come lên. Hãy sưu tập ngay bộ quà tặng buổi sáng của Nescafe. Bạn đã biết dưa leo chứa vitamin làm trắng da và sữa chua nuôi dưỡng làn da. Nhưng bạn có biết kem làm trắng da Hazelin với chiết xuất dưa leo và sữa chua là cách nhẹ nhàng nhất giúp gương mặt trắng mịn hơn? Ngọn tóc của mình nay lại khỏe đẹp. Lúc trước tóc mình bị chẻ ngọn và mình đã tưởng rằng dầu gội mình dùng trước đây có thể làm cho tóc hết bị chẻ. Nay đã có Pantene giàu dưỡng chất giữ ẩm với thành phần sữa dưỡng tóc Pro Vitamin thấm sâu vào tóc, hồi phục những ngọn tóc chẻ trở lại khỏe đẹp chỉ trong 14 ngày. Mình có đang tưởng tượng được không nhỉ? Lần này chắc chắn là không rồi. Pantene giàu dưỡng chất giữ ẩm, tóc khỏe mới thật sự là tóc đẹp. Mùa tới rồi, quần áo lại có mùi nữa cho mà coi. Thai sẽ thơm được bao lâu? Để mình thử thai xem sao. Nghe nói loại này thơm lâu lắm, không biết kết quả sao đây. Áo thật trắng sạch và lại còn rất thơm. Để xem mùi thơm có giữ được lâu không. Vẫn thơm như mới. Ngạc nhiên chưa? Thai trắng sạch và còn thơm lâu. Thật tuyệt. Mùi thơm của thai lưu lại lâu thiệt đó. Em giỏi quá. Một khám phá mới cho công việc giặt giũ của mình. Thai, nay đã có hai loại để bạn lựa chọn. Tin đến với bạn trong một phong cách hoàn toàn mới và thật sự dành riêng cho bạn. Cô Tết Xì Tin, một phong cách trẻ, một phong cách